Em ơi, em nói em tên gì? Em gái của bé Võ thì bé nhỏ em nhiêu tuổi? nhỏ 46 tuổi. Ngày hôm qua đó mình là Phương Linh Mỹ Tho, thì ngày hôm qua Linh thấy sư cô Quảng Nghiêm ở sư cô Quảng Nghiêm ở chùa Lương Phước á, cô có quay một đoạn video trực tiếp của em ha. Thì Linh xin đại diện quý mạnh thường quân, ngồi đi em, ngồi đi là ngồi em đi mời, em ngồi mời đi. được rồi. Em mà quý mạnh thường quân là em Tâm Mi Nguyễn, em Tâm Mi Nguyễn gửi cho em 10 kg gạo ha. Rồi em Trần Thị Ngọc Tuyết gửi em 400.000, em VHT gửi em 500.000, rồi chị Nguyễn Cẩm Hương, chị Nguyễn Cẩm Hương gửi em 500.000. Là ngày hôm qua đó, sư lúc sư cô livestream đó, sư cô livestream á, là Linh có nói với sư cô là gửi giùm 500.000 của mạnh thường quân Phương Linh Mỹ Tho, thì đó là của chị Hương hả sư cô? Ngày qua gửi 500 Dạ ngàn. dạ thì bây giờ Linh xin báo cáo luôn ha, ngày hôm qua sư cô đưa cho em nó luôn rồi ha. Dạ được rồi. Dạ thì 500 triệu là 1,4 triệu ha, tổng cộng bây giờ Linh gửi cho em 1,4 triệu, rồi hỏi em đưa lại sư cô ha. Ngày hôm qua sư cô ứng dụng rồi, 4 6 8 10 14 là 1,4 triệu với 10 kg gạo. À, đây là hoàn cảnh em nó bị không phải bị phỏng mà bị tự tự chán thật ha. Tự nhiên nó nói yếu cậu vô nè, sao có dạ bị ở đây là địa chỉ ở xã nghiệp Bình gì Trưng. đời chứ Dạ sao nhìn đó nghe nhìn sao giống dạ hẳn quá sao cái dâu dạ này nó vậy đâu thằng ngọc thằng dữ nè. Đây Linh đi cùng với em Lê Nguyễn, anh Bảy với sư với cô Kim Khôi, rồi đây là sư cô Quảng Nghiêm. Cảm ơn sư cô đã gieo duyên. Bên đây tiên đó rồi ủng hộ, thì Quảng Nghiêm thay mặt em Võ thì bé nhỏ 46 tuổi thì rất là cảm ơn cầu nguyện cho 10 phương chư Phật gia hộ cho quý mạnh thường quân được nhiều tài lộc để ủng hộ cho bao nhiêu hoàn cảnh khổ mà không có người giúp đỡ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Quảng cảm Nghiêm ơn ơi, sư cô rất là nhiều. Dạ. Rồi hôm nay 13 tháng 3, ít 13 tháng 4 năm 2023. Thiện nguyện Phương Linh Mỹ Tho cùng với cô Kim Khôi Dương, anh Bảy Huệ và cô Kim Dương, anh Bảy Huệ và em Lê Nguyễn đến thăm cái hoàn cảnh này. Ngày hôm qua thấy sư cô đăng á. Ngồi 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 đi. Cho chị hỏi em tên gì vậy? Hả? Ở đây nghe kêu nó im luôn. Đây đi, hôm nay đi với sư cô. Này nè, tôi ngồi đây đi. Thấy thấy sư cô lại lên thấy tội nghiệp quá trời quá đất luôn. Không phải phỏng cô. Không phải phỏng. Phỏng cô. Mình nhỏ đến đây mà cô đâu có phải phỏng cô. Không phỏng bị gì nè, không có phỏng không phải phỏng phỏng. Em nói tên gì? Em Võ thì bé nhỏ. Võ thì bé nhỏ như tuổi? Dạ 46. 46 tuổi. Ở đây là địa chỉ gì đó? Ấp Bình Trung, xã Bình Trung. Thôi dạ, là năm 2008 có cái dấu đây là cái vô đây em gì đem bịch gạo để đây em. Dạ. Năm Thank you.